Xin kính chào các thầy cô, các anh chị và các bạn học sinh sinh viên. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thần Hưng, sinh viên của Đại học EDIC và mã số sinh viên của em là CV021HP017. Hôm nay em cùng mọi người sẽ cùng nhau chúng ta cùng quay lại bộ môn Automation và làm bài tập về nhà. Như mọi người thấy ở trên màn hình đây, em có thể đậm chút. Đó. Như mọi người thấy trên màn hình đây, cái đề bài. Đây là đề bài mà em được giao về nhà làm bộ môn Automation vào tuần này. Đầu tiên là chính là viết chương trình thực hiện các chức năng sau này: truy cập vào website google.com, tìm kiếm từ khóa Đại học EDIC, click vào kết quả đầu tiên tìm kiếm được, mở ra một website mới. Trong website mới là chọn mục tiêu đề bài viết và in ra file đặt tên là title.txt. Đó, thì để mà thực hiện được những cái yêu cầu này thì sẽ phải có những cái câu lệnh. Đây, đây là những cái câu lệnh mà em viết ra. Em sẽ nói sơ qua về câu lệnh em viết cho mọi người xem. Thì ở đầu tiên là bốn cái dòng import những cái câu lệnh trong thư viện vào thì không có cái gì cả. Tiếp theo là đến hai dòng này là để chúng ta xác định, ba cái dòng này là để chúng ta xác định. Đây, ba dòng này là chúng ta để xác định. Hai dòng đầu giúp chúng ta xác định được cái chôm của chúng ta là cái chôm nào để chúng ta sẽ vào được cái chôm nào. Và hai dòng tiếp theo là xác định là khi mà chúng ta vào chôm đấy, chúng ta sẽ nhập cái dòng, chúng ta sẽ đăng nhập vào google.com, nhập cái dòng trong đằng sau cái drive get này. Đó, thì ở đây em đặt cái link là http đó, của http://google.com.vn. đó, đây là cái cú pháp để truy cập vào một trang web Google cho nghỉ 5 giây. Tiếp theo chúng ta sẽ drive file element by name và m.senki là Đại học EDIC. Thì ở đây nghĩa là gì? Thì ở đây đó chính là cái dòng đầu tiên này thì nó sẽ giúp chúng ta tìm cái vùng tìm kiếm. Cụ thể ở đây vùng tìm kiếm nó chính là ở trên Google là cái kính núp ấy, cái ô để tìm kiếm ấy. Đó, nó sẽ tìm vào đấy, nó click vào, và senki chính là cái dòng mà nó sẽ điền vào cái vùng ô đấy là Đại học EDIC. Và ngủ 5 giây. Em submit là enter. Đó. Enter là nó sẽ bắt đầu tìm cái Đại học EDIC. Và H bằng drive file element expat. Cái dòng này chính là cái dòng file element expat tìm luôn luôn nó sẽ nhấp vào cái dòng đầu tiên khi mà nó tìm được. Đó, cái link đầu tiên mà nó tìm được. Đó, nó xác định là cái vùng đầu tiên nó tìm được và nó click này. Đó, xong cái drive file element expat này là nó sẽ tìm một cái dòng dữ liệu. Cái dòng dữ liệu ở đây em đặt. Dữ liệu ở đây em đặt đó chính là, lát nữa thì nó sẽ in ra cái file title.txt, mọi người sẽ biết là cái dữ liệu em xác định ở đây là gì. Đó, thì em cũng chỉ lấy dòng dữ liệu là title ở trong cái một dòng bất kỳ ở trong cái file page này thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến những cái câu lệnh quen thuộc mà chúng ta đã học ở những buổi trước, đó chính là lệnh while để có thể in ra được, nó sẽ tự động in ra một cái thư mục, tự tạo ra một cái thư mục mới là in cái dữ liệu vào đó. Và đó là em đã nói qua được những cái dòng code mà em đã viết. Chúng ta sẽ Ctrl S lại và chạy để xem, mọi người cũng theo dõi cùng em để xem là nó sẽ chạy như thế nào nhé. Chúng ta sẽ mở CMD này, có bài tập về nhà 4 này, .py, enter. Đấy, nó bắt đầu chạy rồi đấy. Đấy, đầu tiên nó sẽ mở cái Google lên nhá. Đấy, nó tìm kiếm cái kính núp. Đấy, thử nghiệm vào kính núp, rồi sẽ gõ Đại học EDIC. Enter, nghỉ 5 giây, đoạn này nó nghỉ 5 giây. Đó, đang ngủ 5 giây và enter. Đó, sau khi nó xác định đây là cái bài viết đầu tiên thì nó sẽ click vào cái bài viết này. Cái vùng bài viết này chính là bài viết đầu tiên, nó sẽ click vào bài viết này này. Người chú ý là mở luôn CMD lên để xem là nó đang chạy đến đoạn nào rồi, để quan sát trực tiếp song song và lỗi ở đâu thì chúng ta có thể biết luôn cái lỗi đấy là như thế nào, ở tại đâu để sửa cho nó dễ. Đây, đấy, nó đã click vào cái link đầu tiên rồi.
sau khi click vào cái link đầu tiên này, mọi người đó, nó chuẩn bị in ra một cái file, nó tạo một cái file mới và in ra này. À cái này, đây nó đã tạo và in ra một cái file title.txt ở đây. Ấn vào sẽ là dòng gì nhá. Ở đây thì nó tạo ra nhưng mà có thể cái dòng chữ này lỗi. Vậy là em sẽ xác định cái dòng chữ này lại nhá. Dòng code này có thể bị lỗi rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng vào đây. Ví dụ như giới thiệu đại học edX đi, thì chúng ta sẽ mở cái inspect ra. Đó. Click vào cái đại học edX này. Đó, chúng ta sẽ copy cái dòng bố của nó. Đây. Copy xong thì để vào đây. Nó chính là cái dòng này mà. Đấy, như mọi người thấy. Em đang lấy đúng cái dòng đại giới thiệu đại học ED này luôn này. Đó, H1 class này, entry title đấy. Span này. Đúng là như vậy. Control net lại này. Đó, chúng ta thì chạy lại tại sao lại bị lỗi ở đoạn này nhá. Đâu xem nào. Lỗi ở dòng 19 nhá. À cái này là N. Lỗi, chúng ta sẽ chuyển cái này thành H này. Đó, Control S lại. Vậy mới là đúng. Vì chúng ta đang cần mở cái file H, viết cái file H mà. Đó, chạy nào. Ok, let's go. Đó, nó đang vào rồi. Đợi tí. Sau khi click vào dòng đầu tiên đây. Đó, nó đã xác định được vị trí của dòng đầu tiên rồi đấy. Nó sẽ nghỉ 5 giây và nó sẽ click vào. Mọi người đợi một chút. Đó là click vào. Ồ, file này vẫn chưa có cái gì, đợi tí. Đây nó sẽ đó, chắc chắn mình mở file này ra sẽ có chữ. Nó vẫn chưa có chữ. Trường hợp này hơi kỳ ảo. Mọi người đợi chút. Vậy em sẽ lấy cái dòng chữ khác đi. Lấy cái giới thiệu đại học edX đi. Đấy, một giới thiệu đại học edX. Thay hẳn dòng code đi. Từ để xác định lại xem cái này nó sẽ bị sai đâu đó. H1 class entry title, ok, span giới thiệu này, ok, span, check lại code xem nào. Nó chạy thì này là được rồi, vậy sao tại sao mà chúng ta nó vẫn không ghi lại cho ta nhỉ? Sublime Text. Entry span này, ok, file open title, t.
Right. Okay, encoding. Hát chấm tích. Ngoài là hát chấm tích. Đây, right line, đây nó sẽ là. Time to find. Chúng ta căn hôn hát để chạy lại một lần nữa để xem nào. Đây, và đây là cái cốt này. Mình sẽ chạy cho mọi người xem. Được. À, trước khi chạy thì xóa cái file tt này đi nè. Xóa đi nè. Đó, sau chúng ta sẽ chạy. Đó, nó đã in ra cái file txt, title.txt, mở ra. Đó, nó sẽ có cái dòng giới thiệu đại học edX mà em đã cần in ở đây. Và nội dung đó cũng đã kết thúc được phần trình bày về môn Automation Marketing của em về tuần này. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe. Xin hẹn gặp mọi người vào những video lần sau. Bye bye.